cho vợ đi học trang điểm, chồng về test thử thì nhận cái kết giận tím cả mặt. Mới đây một đoạn video ghi lại thành quả makeup sau những ngày nỗ lực học tập của chị vợ đã khiến cho bao người khiếp sợ. Theo đó, để nâng cao tay nghề cũng như có thể tự làm đẹp cho bản thân, cô vợ trong đoạn video đã xin chồng đăng ký một khóa học makeup. Không biết trên lớp cô giáo dạy thế nào, nhưng khi về thì hào hứng lắm. Anh chồng đang ngủ cũng ráng lôi đầu dậy làm mẫu cho được. Cứ tưởng học hành thì cũng có tí kiến thức trong người. Thế nhưng khi họa lên mặt anh chồng thì nó lạ lắm. Chưa. Nhìn mặt anh chồng đúng kiểu 3 phần bất lực 7 phần như ba, giận tím cả mặt theo đúng nghĩa đen. Còn cô vợ thì cười như được mùa khi thấy thành quả nỗ lực của mình. Nhiều người sau khi xem xong đoạn video thì phải hạn hán lời với tay nghề siêu đẳng của chị vợ. Một số người còn hài hước để lại các bình luận: chị vợ kiểu kiến thức thì một rổ chứ thực hành thì hên xui lắm. Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi. Đúng kiểu giao trứng cho ác. Quả này thì anh chồng tởn tới già luôn ấy chứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.